Hello, xin chào bạn nhé. Xin chào bạn trên kênh YouTube Sound Channel. Đấy, hôm nay cho bạn là mình sau mai mình sẽ có một cái chủ đề về bộ cân bằng ắc quy bạn nhé. Đang chuẩn bị test hàng. Cái bộ này là test hàng gửi đi cho ông anh ở trong Bình Dương, thì mình sẽ có một clip quay nhanh cho bạn xem về cái cách thức hoạt động của cái bộ cân bằng ắc quy ra làm sao và sử dụng như thế nào. Các bạn đang coi đây là có cân bằng ắc quy và cân bằng bình lithium. Đây là cân bằng bình lithium. Cân bằng bình lithium. Còn ở đây là cân bằng ắc quy. Các bạn đang xem đây là bình đang chạy nhá. Bình thực tế đang chạy này, nó hoạt động mà nhìn này. Bộ cân bằng này là các bạn có thể lắp được hai bộ, ba bộ, bốn bộ đều được nhá. Tức là mình đang lắp là 48V một bộ và sau đó mình lắp thêm một bộ nữa ở đây. Đấy, câu dây chung vào là lắp được hai bộ cân bằng. Đấy, các bạn đang nhìn nó đang chạy này. Điện áp không cân nhau đúng không? Đấy, 12, 11.2, 1.2, đầy đét điện cần đét với nhau các bạn ạ. Đấy, từ đây các bạn sẽ hình dung ra được là bình đang hoạt động ra làm sao. Ở đây các bạn nhìn sẽ thấy là mình đang ghép bộ bình, nó gồm hai bình 200, các bạn nhìn trên hình nhá. Cộng với ở đây là cái bình 100, hai bình 100 ghép với nhau thành hệ 48. Tức là 200A ghép với 100A thành hệ 48. Và ở đây là cái bình ở đây là 4 bình 100. Bình thì đợt này vừa mới chuyển hết đi thun đi rồi, còn mỗi bình thường nó cho bạn xem thôi. Thì cho bạn xem cái bộ cân bằng đang hoạt động. Đây, nó đang báo đèn xanh này đang hoạt động mà nhé. Bạn nhìn kỹ này. Đấy, đèn xanh đang báo hệ thống hoạt động. Đó. Các bạn chú ý là khi lắp cho mình ý, là nguyên tắc đầu tiên cơ bản là phải rút cái cáp này ra. Rút cáp ra, đấu xong chuẩn thì bắt đầu mới được cắm cáp vào. Còn nhiều bạn là bị sơ suất một cái vấn đề là chưa đấu xong đã cắm cáp vào rồi là rất dễ bị nguy hiểm nhé, rất dễ bị chập cháy. Đấy, nguyên nhân đầu tiên cơ bản là phải chú ý khi lắp cái bộ này. Và khi bạn cắm vào cái cáp vào thì nó sẽ kêu 4 tiếng là 4 bình, 3 tiếng là 3 bình, 2 tiếng là 2 bình. Khi cắm xong cái có đèn xanh có thể là nó chưa chạy đúng không? Thì bạn bấm nút bên này cho mình. Bạn chú ý nó có hai cái nút nhé. Hai nút ở đây này. Một này, hai này, nút này nút reset. Một nút này nút reset, nút này nút khởi động. Bạn bấm nút này nó sang đèn xanh là chạy. Khi nào mà nó báo sang đèn đỏ này là đang báo lỗi bình. Các bạn chú ý cho mình nhá. Đấy, hoạt động như vậy. Đây các bạn nhìn đèn xanh này. Đèn đỏ. Cái bộ này của mình là chế lại nó hỏng mất cái đèn, thành ra mình lắp thêm vào đây. Đấy, độ lại hai đèn sang hai bên. Nơi khác một chút. Dây các bạn nhìn này, dây đấu lại hết rồi. Đây là bộ demo, còn bộ các bạn nhận sẽ như thế này. Đấy, bộ này đang gửi cho ông anh thì mình test cho bạn xem luôn là đang chạy. Thực tế nó đang chạy. Các bạn chú ý là phải lắp đúng nhá, bộ này chỉ cần lắp sai một lần đầu tiên cắm phát bốc khói luôn. Lắp lại là không chạy, nên bắt buộc là phải lắp là phải chuẩn luôn thì nó mới chạy. Để cho bạn xem bộ bình này. Đấy, cộng trừ các bạn nhìn đâu. Kẹp nhá, chuẩn luôn này. Đấy, kẹp này. Kẹp này, đấy, đủ hết luôn nhá. Và tại sao các bạn phải lắp bộ cân bằng này? Nhiều bạn có hỏi cái câu này. Cái bộ cân bằng ắc quy này là phải lắp bởi vì tại sao? Bởi vì khi bạn lắp bộ của bình thì thường là kể cả các bạn lắp bình cùng 100A đi chăng nữa thì thường các bạn biết là nó không thể nào mà bình nó cân nhau được. Bình kiểu gì cũng có bình yếu, bình mạnh. Tức là bình kiểu gì cũng có bình dung lượng cao, dung lượng thấp hơn. Thì bắt buộc phải lắp bộ này vào để nó điều hòa ổn định. Nó sẽ lấy điện từ cái bình nhiều đẩy sang cho bình ít. Và lấy khi nó xả ra ấy, thì bình nhiều sẽ bù cho bình ít. Khi nạp vào bình nhiều cũng đẩy cho bình ít. Bởi vì các bạn dung lượng nó khác nhau luôn. Thì cái bình nhỏ ấy, khi nạp vào bao giờ nó cũng sẽ đầy nhanh hơn. Thì đầy nhanh nó lại san sang cho bình kia. Và khi xả ra thì bao giờ là cái bình bé cũng cái bình bé hết trước thì nó lại lấy cái bình nhiều đẩy ra. Đấy, nguyên tắc của bộ cân bằng quy nó hoạt động như vậy. Bản này là bản nâng cấp thì nó sẽ có thêm cái này. Chính là cái này. Cái này là một tính năng cực kỳ đắt giá dùng cho những anh nào lắp bộ bình ắc quy. Cực kỳ tốt luôn bởi vì nó sẽ kiểm soát bộ bình. Các bạn nhìn này. Nhìn rõ luôn bộ bình của các bạn sẽ tránh được tình trạng là một bình nó chết. Hoặc là khi các bạn chẳng như bây giờ là đang xả thấp nhé. Các bạn nhìn nhé. Xả thấp nhé. Bây giờ đang xả là 279W thì không nói gì. Nhưng khi các bạn xả mức khoảng 1000W thì các bạn sẽ nhận ra một điều là cái bình này nó sẽ sụt áp. Thì các bạn nhìn từ cái đồng hồ này các bạn sẽ nhìn được cái bình nào dung lượng thấp hơn. Nó cùng xả ra đúng không? Thì các bạn thấy cái bình chẳng như bây giờ 4 bình đâu. Một bình nó tụt xuống áp thấp hơn bình khác thì các bạn sẽ biết là bình nó dung lượng thấp hơn. Có kẻ là 4 bình cùng 100A
Nhưng bình nào dung lượng thấp hơn hoặc là sắp chết ấy, hoặc là sắp hỏng ấy, thì nó sẽ sụt áp nhanh hơn, thì các bạn sẽ biết được cái bình nó hết hay không. Đấy là cái có thể kiểm tra được cái dung lượng bình rất là tốt luôn. Và sau đó là có thể đo được bình như thế này. Đây. Bình này, bộ này thì là bản nâng cấp rồi, thành ra sẽ lắp được tối đa là bình 200. Tối đa bình 200. Lắp tối đa bình 200 và tối đa là 4 bình. 4 bình 200. Lắp nối tiếp hệ 48. Và phải nói thêm là những ông nào mà lắp cái bộ này này mà cho cái bình gọi như thế nào nhỉ? Hôm trước là có anh nào ấy hỏi gì nhỉ? Anh ấy hỏi cái câu là có 6 bình ắc quy 12 mà lắp được hệ 24 thì phải dùng mấy bình? Thì các bạn có 6 bình ắc quy 12 mà lắp hệ 24 thì phải lắp 3 bộ cân bằng. Mỗi một bộ này là dùng cho 2 bình. Hệ 24 mà, đúng không? 24 thì phải dùng cho 2 bình. Hệ 24 dùng 2 bình thì các bạn phải lắp 3 bộ. 3 bộ thì mới dùng cho 6 bình hệ 12, hệ 24. Còn nếu hệ 48 thì các bạn lắp 1 bình. Hệ 48 lắp 1 bình. Hệ tức là có 8 bình lắp hệ 48 thì phải lắp 2 bình, à lắp 2 cân bằng. Còn một một bộ này sẽ lắp cho 4 bình hệ 48. 48 mà lại muốn dùng 8 bình thì các bạn phải lắp 2 bộ. Bộ này lắp vào thì nói luôn là tuổi thọ cực kỳ cao. Chỉ có hỏng khi nào cái bình ắc quy của các bạn nó quá kém hoặc là chập cháy thì nó mới bị lỗi, chứ còn bộ này nó bền lắm, bạn nó chạy vô tư luôn, tẹt ga. Bảo trước luôn là như thế, dùng cho yên tâm. Cực kỳ chất lượng luôn. Bộ này các bạn muốn bền hơn nữa thì lên lắp cho mình cái quạt đây, cho bạn xem mình đang lắp cái quạt này. Để quay cho bạn xem sau. Đây cái quạt bạn nhìn thấy không? Đấy cái quạt đang gắn sau vít này. Sau mông đấy các bạn thấy không? Cái quạt này là mình gắn thêm cái một cái chức năng rất là mạnh ở đây là chức năng khi nào nóng nó mới chạy. Cái quạt này của mình nó nâng cấp thêm nhá. Nóng nó mới chạy. Còn lúc nó nguội là nó không chạy. Cực kỳ mát luôn. Cho bạn xem. Đấy là mình lắp thêm, còn bình thường các bạn sẽ không có cái tính năng này. Mà bình thường là cái bộ này nó tản nhiệt qua lớp vỏ nhôm này, cũng rất là mát rồi. Các bạn muốn thì có thể lắp thêm cái quạt máy tính vào, thổi cho nó mát hơn. Bởi vì với những cái bình mà dung lượng nó lệch nhau, chẳng như mình đang lắp ở trên cái bộ bình này này, là bình 200 đúng không, cái bình 100, thì thường là dung lượng nó sẽ lệch nhau. Lệch nhau nên lúc có cân bằng nó sẽ chạy hết công suất của máy luôn, là chạy rất nóng luôn, sờ cái lúc bỏng tay luôn các bạn ạ. Thì tốt nhất là lên các bạn có quạt thì lắp thêm cho nó một cái là chạy ổn định luôn. Cực kỳ mát, đây các bạn nhìn này. Đấy các bạn sẽ nhận ra luôn nhé. Công suất chạy đây. Đấy cho bạn xem. Thiết bị đang hoạt động. Điện áp đang cân nhau mà mặc dù bình là dung lượng khác nhau nhé. Đấy, một bộ của ông Tiềm, một bộ nữa của anh Thái Bình. Đều test. Bộ này test trước khi đi nên đảm bảo với các bạn là đang chạy nhé. Chỉ có về các bạn cắm sai thôi. Và có một cái cơ bản là cắm sai xong thì ông nào cũng bảo là cắm đúng cả. Bởi vì cắm sai xong cắm lại nó đã chạy các bạn ạ. Thì toàn bảo là anh lắp đúng mà nó không chạy. Đấy bảo trước luôn, thành ra các bạn phải chú ý một tuyệt đối là lắp đúng theo sơ đồ, lắp phát cắm chạy luôn, ăn ngay. Kêu 4 tiếng là ok, 3 tiếng, 2 tiếng là ok. Còn nếu mà cắm vào nó 4 bình mà nó kêu 3 tiếng, hoặc là 3 bình kêu 2 tiếng, hoặc 2 bình kêu 1 tiếng là tẹt rồi, lắp sai rồi. Bảo trước luôn. Rồi các bạn theo clip mình nhá, chúc các bạn tìm được một cái hệ thống bảo vệ bình ắc quy cho các bạn. Một hệ thống mà phải nói là mới ra, công nghệ mới và đảm bảo tuổi thọ của mình rất là cao. Những ông nào dùng bình ắc quy thì sẽ đều thích cái bộ này. Bình sẽ dùng rất là bền luôn, mà kiểm soát tối đa bộ bình luôn, bạn nhìn này. Đấy, nhìn rõ không?